Sau đây mời quý vị khán giả cùng theo dõi một số thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước trong ngày hôm nay. Tại Ninh Bình, trong ngày hôm nay toàn tỉnh có thêm 12 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, 255 trường hợp được điều tra và lấy mẫu xét nghiệm, 239 mẫu có kết quả âm tính. Các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 về việc đón, cách ly các chuyên gia, người lao động tay nghề cao, nhà quản lý người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh. Tại Việt Nam, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 20 tháng 2, cả nước ghi nhận thêm 6 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân 2.363 đến bệnh nhân 2.368 tại Hải Dương đều là các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết Bộ đã và đang tích cực làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine phòng bệnh COVID-19 về Việt Nam, phục vụ người dân, đồng thời với đó là đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, xã hội hóa và huy động các nguồn lực để phục vụ việc cung cấp vaccine phòng bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất, rộng nhất.